Hello, xin chào tất cả các anh em. Hôm nay tôi sẽ ra ngoài vườn và đi thăm một cái buồng chuối nha các anh em. Đây em giới thiệu với anh em là hình ảnh cây chuối, buồng chuối Bà Lùng, chuối lùng của nhà tôi hả. Đây chính là một cái nải chuối rất là đẹp, gồm có một nhánh, hai nhánh, ba nhánh và bốn nhánh hả. Ở đây tôi có rất là nhiều vườn, rất là nhiều cây chuối này. Bên kia cũng là chuối, đây cũng là một cây chuối này các bạn. Đây thì ở đây là có rất là nhiều chuối hả các bạn hả. Ở sau kia có rất là nhiều chuối, chuối rừng, chuối xứ, chuối gì cũng có hả các bạn. Tôi đang đi tìm một cái bút chuối xứ mà mới có, thì cũng hiện đây giới thiệu cho các bạn luôn là cái buồng chuối của nhà tôi đây nhá. Chuối này có tên gọi là chuối lùng, chuối lùng. Thì chuối này là mình trồng chủ yếu là để ăn quả, quả này nè các bạn. Quả này bây giờ ăn cũng được mà ngon nhất là để chín, chín mình ăn mới ngon. Thì nếu mà mình ăn sống như thế này thì bằng cách là phải nấu chín, tức là mình sẽ cắt gọt cái vỏ nó ra và mình sẽ sắc từng lát nhỏ và mình đem mình xào với một cái loại gọi là gia vị, gồm có hoặc là xào với ốc, xào với thịt này, xào với bất cứ cái gì thì đều xào được, và kèm thêm một cái loại lá nữa là lá lốt thì mình xào rất là ngon hả. Thì đấy là khi mình ăn quả còn non, quả quả còn già hả. Còn những cái quả chín thì các bạn biết rồi đấy, chuối Bà Lùng mà chín thì ăn được rất là ngon, nó có một cái vị rất là ngọt của cái đặc trưng của cái vị chuối ha. Và gì nữa các bạn biết không? Nó có rất là nhiều bổ dưỡng, vitamin. Và đó là tác dụng của cái quả. Còn cái lá này các bạn, đây là những cái lá chuối nha. Cái chuối này là cái chuối nó chưa được trổ buồng ở đây. Đây các bạn đang chuẩn bị trổ buồng, tôi sẽ giới thiệu các bạn nè. Một buồng chuối đang trổ ha. Đây các bạn, đây chính là cái buồng chuối đang trổ ha, đang trổ hoa nha các bạn. Cái hoa đây chính là cái buồng chuối đang trổ hoa, cái cuống của nó đây, cuống cuống buồng của nó đây. Đây các bạn thấy chưa đấy. Và nó trổ một thời gian thì nó sẽ trở thành những cái nải chuối như bên kia nhé. Và ngang đây thì mình có thể là gì, không cho nó trổ bằng cách là gì, mình chặt cái búp của nó để mình ăn hả. Rất là ngon, thường là người ta ăn búp chuối chuẩn bị trổ đó các bạn. Đấy thì đấy là cái búp và cái trái. Còn về cái lá của nó thì các bạn biết rồi đấy, người ta sẽ dùng cái lá này, hai cái lá này về để mà làm gì, gói bánh chưng, bánh tét, bánh dày vân vân, rất là có rất là nhiều tác dụng nha các bạn. Thì như vậy là tôi vừa làm một clip đi thăm cái vườn chuối của sau vườn tôi ha. Thì bạn nào thấy hay thì cho tôi xin một like, thích nữa thì xin cho viết cái gì thì cho một cái comment ha. Và đừng quên nhấn một cái subscribe ở dưới màn hình bên tay trái của bạn ha, nhấn chuông đi. Và sẽ có rất là nhiều những video hay đang chờ đợi các bạn lần sau ha. Thì hôm nay tôi xin tạm dừng clip tại đây. Hẹn lại các bạn trong những video lần sau. Tôi sẽ giới thiệu cho bạn rất là nhiều cái cây nữa ở sau vườn tôi những video sau nha.